Ôi, quay cảnh này đẹp quá nè. Quá đẹp luôn rồi. Ôi, quá đẹp. Chào. Bài luôn này tay chân không còn nữa. Quá vui nha. Năm tới nào đi gọi siêu mỏng đi nữa nha. Chào. Quá vui rồi. Nó mới chắc chiều mới 8 giờ. Mỏng người ta nói giảng thôi. Dạ. Cưng gần tới rồi. Rồi tính về hả? Ở lại nha. Ồ vui à. Chút mà kêu người ta xe chạy với chở đồ lên lại. Kêu cái em tài xế đó kìa. Có người ha. Dạ. Đẹp quá rồi. Tẻo hai ơi. Đi bà hai ơi. Đi bà hai tới rồi mình đi. Đi chứ này kỷ niệm quá. Lên hình. Nghiệp em trai chạy trước đang quay phim mấy chị. Dạ. Ủa, chạy xem mẹ, chạy trước quay phim mấy chị. Tội nghiệp em quá. Về đang mình mở hình ra mình coi mà cái tướng mình đi núi thì sao. Trời ơi, đẹp dữ lắm rồi. Đẹp dữ lắm rồi phải không? Chữa tướng đâu phải không? Tướng trơn rồi. Chữa mỏng quay mà. Trời chào. Đi qua đây rồi. Dạ. Bà hai tới. Dạ, bà hai tới. Bà hai tới. Bà hai tới. Ơi. Chào chú. Dạ, chào cô. Chào để sáng nghe trưởng đoàn đây. Chào luôn. Dạ, chào mấy chị mấy cô. Quá đẹp à. Ồ, chào bằng cái ca nước đá luôn hả? Vui chứ hả? Quá vui. Anh cứ đón được. Ở đây là chị này, chị quạt giùm hoài nè, cảm ơn chị nhiều nghe. Đẹp quá ha. Đẹp nè. Đây ru rồi còn đâu nữa. Nên nó dơ không. Chưa nhà ít nữa. Đây để coi người ta đi nè. Nó đứng lên coi đẹp. Nhà cửa không đó. Quay mấy phút xuống dốc được mới đã. Quay tài xế đẹp trai nè. Nó cởi mới rồi. Ta đẹp trai cho ta nhìn. Đẹp trai mà chạy giá rẻ nữa. Anh chạy dữ lắm mà cái là đẹp là anh phi. Rồi mình tiếp tục. Xe bánh mì. Có đoàn lên tới Động Thủy Liêm. Mình thấy mình thất vọng đúng không? Thành ra mình sẽ có cái nụ cười.
để rồi về mình nhìn vô mình thấy mình thiết là hết là mình có đủ tiền. Và chương trình đầu tiên là sao nữa? Cái hai ông thẻ vượt qua những cái sự khó khăn từ những cái khúc quanh co rồi lên từ những bậc thang dây, thì sau cuối cùng mà chinh phục được trở về nhà trọ, chúng ta điểm tâm thêm một cái buổi cơm nho nhỏ. Và giờ đây thì qua hai cái điểm giếng vừa rồi, đó là Phật Di Lặc và chùa Phật Lớn, và đến cái điểm tiếp theo đây là động Thủy Liêm. Thì thưa chư quý vị, với cái tinh thần đi núi lần này, mục đích chính đi là để tu duyên cùng với toàn thể cô bác anh chị em, cho nên cái vị trí động Thủy Liêm cũng là một cái nơi rất là đặc biệt mà đoàn đi lần nào thì cũng thường mượn cái điểm này để được chuyên lành cho toàn thể cô bác anh chị em. Cho nên tại cái điểm ở đây xin được giới thiệu với quý vị, đặc biệt đó là Đệ Vinh sẽ kết nối vào một cái chương trình đến quý vị mình, cái chương trình văn nghệ lời ca tiếng hát mang cái ý nghĩa công ơn của cha mẹ. Cái đến là Đệ Sang sẽ có những cái câu chuyện tình đời đạo, và sau cùng là Quân Sư Mỏng sẽ tặng tôi quý vị mình những cái câu chuyện có những cái niềm vui. Đó là nội dung chính trong cái buổi dừng chân tại Thủy Liêm Đập. Vậy thì giờ đây để yêu cầu cho Đệ Sang cũng như Quân Sư Mỏng gặp đỡ toàn thể cô bác anh chị em, đầu tiên là chương trình văn nghệ. Chương trình văn nghệ thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với quý vị giọng ca mới lạ đối với vị mình từ xưa tới giờ đi với đoàn. Giọng ca này ít có lên sân khấu lắm quý vị. Và bữa nay đó thì cái sự hiện diện đông đảo của cô bác anh chị em, thì ca sĩ Thế Vinh sẽ đến sân khấu, sẽ được giao lưu với quý vị mình qua cái bài ca Tình Đời Đạo. Giờ đây thì xin được trân trọng giới thiệu ca sĩ Thế Vinh sẽ lần lượt tiến đến sân khấu. Thấy em thì đã rời chỗ ngồi tiến đến sân khấu để rồi đem cái lời ca tiếng hát bằng cái giọng ca thiên phú trời ban để kính tặng với quý vị. Công an Sinh Thành nha. Ca cổ hả? Có rồi nè, nhưng mà được rồi nè, giờ cứ nói thôi. Mời tốt rồi. Đừng sợ, đừng sợ Gung, mình coi khán giả như hậu tiêu đi. Nói sao giờ Gung quá anh ơi, giờ tính sao giờ? Dạ. Đừng có sợ, đừng sợ gì hết. Rồi, ủng hộ cho Thế Vinh luôn quý vị. Con nghĩ rằng là thì cái cô này thấy mình đi đoàn mới nói là cô cũng là Phật tử, và cô có hai người bạn rất là thân quen, thường hay đi chùa, mà cô thì không có gành chữ Hán, mà thấy ngôi chùa này ghi tắt ba cái chữ CTM, thì cô mới nói rằng đó là hai người bạn rất là thân quen, nên nhiều lần đi chùa mà không biết cái chùa này ghi tắt ba cái chữ CTM là cái gì. Nên ba bà mấy bà nghĩ nhau, nói tôi đố chị đó, cái chùa mình đi hàng ngày có ghi ba cái chữ CTM là gì. Cái bà thứ nhất bảo đó, đó CTM có gì đâu khó, cửa thiền môn. Bà thứ hai nói hay lắm, bà thứ hai bảo đó theo tôi đó CTM đó tức là trao cơn núi. Cái bà thứ ba bảo nói không, theo tôi ba chữ CTM là cạo chọc mát. Ai cũng tranh luận nhau trên quý vị, ai cũng giành phần đúng mình hết trơn. Đó là từ bi quý vị. Nếu như mà ông thầy ông nói ba câu mà sai hết á là ba Phật tử này buồn lắm. Thì ông thầy ông nói ba Phật tử ai cũng đúng hết, ai cũng có cái phần đúng hết, nhưng mà chưa có đúng 100%. Cái ngôi chùa này viết tắt ba cái chữ CTM tức là chùa Thiên Hữu, chùa Thiên Hữu. Thành ra ba Phật tử ai cũng đúng hết. Cửa thiền môn cũng là chùa, cạo trọc mát là người vô chùa tu là cũng phải cạo trọc cho mát, người vô chùa là phải trao cho muối. Cho nên thì cả ba Phật tử ai cũng đúng hết. Cho nên ông thầy ông trả lời rất là khéo léo, nên ba Phật tử ai cũng vui hết quý vị.
Chứ nếu như mà nói ba Phật tử này hai người mà sai một người đúng đó thì hai người chơi rất là buồn. Hay là nói cả ba người sai hết thì ba người buồn hết. Mà ông thầy cũng rất là khéo léo, ông nói ba Phật tử ai cũng đúng hết, nhưng mà đúng có một phần thôi. Vậy thì giờ đây chương trình kết nối giao lưu văn nghệ, tu sĩ Thế Vinh sẽ trước kính thưa các anh cũng như các chị đại diện cho cũng như cái người địa phương ở nơi đây, và kính thưa cùng toàn thể quý ông bà cô bác và anh chị em trong phái đoàn tham quan hình hương kính mến, mấy chào hóa tay nha. Thì thưa quý vị, con sẽ kể qua một cái mẫu chuyện, một mẫu chuyện. Và cái mẫu chuyện này nó nằm, nó hàm mà chứa ở trong một cái đề tài cũng như là gọn ghẽ thôi. Đó là thật giả trong cuộc đời. Trước khi cũng như vào cái mẫu chuyện này, con hỏi quý cô bác và anh chị em mình đó, cái cuộc đời của mình là thật hay là giả? Giả. Ai là giả giơ tay lên coi. Giơ hết cho quý vị. Còn ai thật giơ tay lên coi. Thì kính thưa cùng toàn thể chú quý vị, ở trong cái cuộc đời của mình nó không có thật mà nó cũng không phải là giả. Nếu mà chúng ta biết được, nhận được thì chúng ta mới biết được đâu là thật, là đâu là giả. Để chúng ta biết được thật giả như thế nào, con kể với chúng ta hai mẫu chuyện ha. Ở chừng hai mẫu chuyện thôi, mình sẽ gói gọn lại. Thì thưa quý vị, thở xưa đó, có một cái ông trưởng giả này. Thì hai vợ chồng ông trưởng giả rất là giàu. Alo, 1, 2, 3. Nhưng mà điều đó quý vị mình biết đó, thì bà trưởng giả đó rất là say mê đạo pháp. Mỗi một lần đó mà Đức Phật mà thuyết pháp đó thì bà đều giống như là đi lại, trưởng giả mới cản lại, mới hỏi bữa nay bà đi đâu vậy. Bà trưởng giả mới trả lời nói ông à, bữa nay đó là đến cái ngày Đức Phật thuyết pháp rồi, tôi đi lại đẳng tôi nghe Đức Phật thuyết pháp. Ông trưởng giả mới nói thôi bữa nay công chuyện ở nhà lu bu lắm, bà ở nhà đi, đừng có đi. Lúc này bà trưởng giả mới năn nỉ, nói ông à, lâu lắm Đức Phật mới thuyết pháp một lần, mà không đi lại đẳng nghe thì uổng lắm ông à. Mình có sự buồn rầu, có những cái sự u uất gì đó ở trong lòng mà mình không tháo gỡ được, lại nghe Đức Phật thuyết pháp thì hình như là mình sẽ cởi bỏ được hết, và trong lòng của mình nó sẽ nhẹ nhàng giống y như là mình uống một liều thuốc bổ. Lúc bấy giờ đó thì ông trưởng giả không tin. Ông nói làm gì mà trên đời này là có người cũng như là tài năng như thế. Thôi bữa nay đó bà ở nhà đi, công chuyện lu bu lắm, đừng đi. Bữa nào đi rồi dẫn mình hãy đi. Cái lúc bấy giờ đó thì bà trưởng giả mới năn nỉ quý vị. Nhưng mà đều càng năn nỉ thì ông trưởng giả lại càng bực. Ông bực quá rồi bắt đầu lúc này ông mới dặn. Ông nói thôi, không biết ông Cù Đàm ở đẳng nó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà bà cố tình là bà đi lại đẳng. Thôi bữa nay bây giờ bà ở nhà đi, tôi sẽ đi thế bà. Quả thật mà đi lại đẳng đó, nghe ông Cù Đàm ổng thuyết pháp giống y như là bà nói, mai mốt bà đi lại đẳng bà nghe pháp lạm lạc. Bằng ngược lại đó là tôi cấm bà từ đây trở về sau không đi lại đẳng. Bà chịu không? Lúc này bà vợ đồng ý. Bà vợ tin tưởng rằng đó là chồng của mình thế nào đi lại Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp, chắc có lẽ là giác ngộ tu hành, cho nên bà mừng lắm quý vị. Lúc này ổng mới đi. Thì mà đi lại đẳng đó thì Đức Phật bữa đó thuyết cái tràng pháp được gọi là vô thường. Đức Phật cho biết thế gian này là vô thường giả tạm. Nhà cửa đất cát ruộng vườn sau này đều bỏ hết. Những cái gì mình nhìn thấy và những cái gì mình sờ nắm được, cái đó đều hư hoại theo thời gian hết. Mà hôm nay Đức Thầy Ngài khẳng định qua câu đó là sông với núi trước kia mắt ngó, khi chết rồi thấy nó đặng nào. Ai biết đường hãy sớm tẩu đào, ít mà nhờ mà nhỏi. Lúc bấy giờ Đức Phật nói sát thân này giả, vợ giả, con giả, tiền bạc đất cát ruộng vườn giả hết. Ông nghe ngang xương vậy đó quý vị. Lúc này các ông bật rồi. Ông nói tưởng đâu sao ông Cù Đàm ông nói chuyện như vậy mà vợ tôi mê ổng đó nghe. Ông nói gì mà chặt lắc hết. Cái lúc này cái ổng mới móc tiền ở trong túi của ổng ra đó quý vị. Ổng để lên trên bàn được cái cốp, ổng đố cái ông cặp bên.
tôi đố anh gì chứ tiền này là tiền của ai? Cái ông ngồi cạnh bên nói tiền này ở trong túi của anh, móc ra là tiền của anh. Ông mới nói vậy mà ông cụ Đàm nói giả. Tôi hỏi anh gì chứ cái áo mà tôi mặc ở trong người này là của ai? Ông kia ông nói cái áo trong người của anh là của anh. Ông mới nói vậy mà ông cụ Đàm ông nói giả. Thôi ông cụ Đàm ông nói sai hết rồi, không có gì đúng hết á. Thôi bây giờ mấy ông nghe nghe, tôi không nghe nữa, tôi về. Để lúc này ông về cũng vậy, bà trưởng giả ở nhà trong đứng trong ngồi, tưởng đâu là cũng như là chồng mình đi về, thế nào cũng giác ngộ tu hành. Nhưng không ngờ đó, khi về tới nhà là bắt đầu ông xỉ tay vô mặt bà trưởng giả liền. Tôi cấm bà nghe mơ mốt, bà không được quyền đi lại ông cụ Đàm bà đẳng nghe pháp nữa. Bà vợ mới hỏi sao vậy? Ông nói chặt lắc hết à. Lúc bây giờ bà vợ nói, ủa Đức Phật hồi đó tới giờ đâu có nói chuyện sai được, có lẽ là ông nghe nhầm á. Lúc bây giờ đó tôi nghe kỹ rõ ràng, không có nhầm được. Ông nói là nhà giả, con giả, đất cát, ruộng vườn, xe tàu gì đều giả hết. Vậy chứ tôi hỏi bà đúng hay là sai? Lúc này bà trưởng giả bà nói gì vậy là đúng rồi. Ở lúc này ông càng bực nữa quý vị. Ông nói bà binh ông cụ Đàm ha, bà nói đúng ha. Bây giờ đó ông nói vợ giả. Rồi tôi hỏi bà vậy chứ bà là vợ của tôi hay là vợ của ai? Bà trả lời cho mau đi. Rồi lúc này bà trưởng giả bà bựa là quý vị, bà sửng sốt. Ông mới hỏi thêm tiếng nữa, bây giờ bà trả lời cho mau, bà là vợ của tôi hay là vợ của ai? Bà trưởng giả mới trả lời nói, ông à, tôi với ông hai người thương yêu với nhau, hai người được cha mẹ đôi bên chấp nhận cưới gả cho nhau. Tôi không phải vợ của ông vậy chứ vợ của ai? Ông mới nói vậy mà ông cù Đàm ông nói là giả đó, bà thấy đúng là sai? Rồi ông nói bây giờ con giả đó, tôi kêu con tôi ra nghe. Ông kêu cô Tý ra đây, bà biểu của cô Tý. Cái cô Tý đến gặp bên dạ bà biểu gì ba? Ba hỏi con gì chứ con là con của ba là con của ai? Lúc này cô Tý cái nó sửng sốt của gì, sao bữa nay ba mình la hỏi mình vậy? Ông mới gặn câu nữa, bây giờ con trả lời cho ba biết con là con của ba hay là con của ai? Cô Tý mới trả lời cái gì nó, ba à, rồi con do ba với mẹ sanh ra, rồi ba với mẹ nuôi con khôn lớn, con không phải là con của ba mẹ gì chứ con của ai? Ông mới nói vậy mà ông cụ Đàm ông nói giả. Bây giờ ba hỏi con thêm nghe, nhà này của ai, đất ở ngoài sau là của ai? Cụ Tý mới trả lời nó, ba ở nhà này do ba làm, có tiền rồi ba cắt, đất ở ngoài sau là do ba mua, thì nhà dưới đất này của ba chứ của ai? Ông mới nói vậy mà ông cù Đàm ông nói giả. Thôi nghe con làm chứng cho ba nghe, từ đây trở về sau ba cấm mẹ con không được quyền lại ông cù Đàm nghe pháp nữa. Thì lúc bấy giờ từ đó trở về sau quý vị, bà trưởng giả không đi được, không đi được. Nhưng mà điều cái thời gian nó thấm thoát trôi qua, thấm thoát trôi qua. Lúc bấy giờ đó là ông trưởng giả mới già, mới yếu, rồi mới sanh bệnh. Mà thưa quý cô bác và anh chị em, cái thời gian nó trôi qua rất là mau lẹ quý vị. Ngày giờ ngựa chạy tên bay, hết năm lại tháng, hết ngày lợi đêm, đông qua xuân lại trước rèm, ngày giờ cứ mãi im điềm ra đi, ra đi cứ mãi ra đi. Hay là ngày đến đến đi đâu kéo ngược, năm về về mãi chẳng ngừng ngang. Rồi tuổi già thân yếu đa sầu cảm, tóc bạc mình dê lắm rộn ràng, biết được trần gian là mộng quyển, thì tử thần sửa soạn kéo vào quan. Quý vị mình thấy hồi mới hôm nào mình ăn mừng năm mới niên Giáp Thìn 2024, mình ăn mừng xuân lay quay cái bắt đầu tháng 5, mà lay quay hiện giờ là tháng 7 rồi đó quý vị, mà sắp sửa hết tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, 11, tháng chạp, tháng giêng là ăn Tết nữa rồi đó, ăn Tết nữa rồi đó. Cho nên rất là mau, bởi vì Đức Thầy Ngài mới than câu đó là trời sáng ra kế lại thấy chưa. Năm cũ đó rồi qua năm mới 12 tháng mà còn mau tới, thì tuần đời cũng chống đổi thay. Chữ phù văn phú quý nay mai lưng giới chuyển này, giờ qua đổi lại, mau lắm quý vị. Mà mỗi một khi cái thời gian nó trôi qua đó thì sao quý vị? Xác thể của quý cô bác cùng con đây là mỗi một ngày già đi, mỗi một ngày chết đi, phải không? Hồi xưa đó con còn nhỏ nhỏ, con lại con xé cái tấm mới kêu vợ ổng nói, bà ơi bà ra đây tôi biểu coi. Bà vợ mới đứng cặp bên hỏi biểu gì ông. Bà ơi bà, tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay tôi với bà chung sống với nhau,
bà cũng hết lòng thương yêu tôi cũng hết lòng thương yêu bà. Nhưng tôi nói thật cho bà biết, hiện bây giờ tôi thở muốn hết được rồi bà ơi. Thôi bây giờ bà có thương tôi, bà thở tiếp tôi chút được không bà? Thở được không mấy cô mấy chú? Hoàn toàn không. Bà trưởng giả mới than gì nói, ông mà thương ông thì tôi thương nhiều lắm. Bây giờ đó tôi nấu cơm, nấu cháo, sắc thuốc cho ông uống, giặt giũ, tắm rửa cho ông được, chứ thở tiếp ông làm sao thở được ông? Ông nói rồi, bà này giả. Cái thấy gì ông mới kêu cô Tí của ông ra. Cô Tí ra đây ba biểu của con. Cô Tí mới đứng cạnh bên hỏi biểu gì ba. Lúc ba còn trẻ, còn khỏe, còn mạnh đó, ba cố gắng làm có tiền cho thật nhiều, nhằm mục đích là để tài sản lại cho con. Bây giờ đó ba thở muốn hết được rồi cô Tí à. Con báo hiếu cho ba trong giai đoạn này, ngay giờ này được không cô Tí? Cô Tí mới hỏi vậy chứ báo hiếu là sao ba? Bây giờ đó ba thở hết nổi rồi, con thở tiếp ba chút được không con? Cô Tí thở được không quý vị? Cũng không luôn. Cô Tí mới trả lời nó, ba thấy ba nằm ở trên giường bệnh đó, con đau lòng xót dạ lắm. Con mà chết đi để cho ba sống đó con cũng chịu, nhưng thở tiếp ba làm sao thở được ba? Ông nói rồi, thằng này giả nữa. Cái ông mới kêu cu Tèo. Lúc bây giờ cu Tèo nó còn nhỏ quý vị. Cu Tèo ra đây ba biểu của con. Ba giờ ba thở muốn hết nổi rồi, chắc có lẽ là vàng của ba nó thở được. Con vô trong tủ con mở vàng, con lấy con chắc lên mình ba thử coi ba thở được không con. Lúc này cu Tèo nó nhỏ nhỏ, nó đâu có biết quý vị. Nó khui tủ nó lấy vàng nó chắc lên người ông. Mà ông trưởng giả ông giàu quá, giàu rồi chắc giết rồi quá nhiều. Ông nghẹt thở ông đi luôn, ông chết luôn. Mình đóng ngoặc cái mẫu chuyện này lại đây, mình lấy cái ý vì do nhân viên cũng có một bà cô thân tộc của ông Quýnh, anh chị chủ quán ở đây đó là anh chị Hưng, đã được các vị báo mận là trở về mua miếng đất này để xây lên ngôi ông hết. Nhưng mà đặc biệt là đến đây là bà con không có cúng tiền, cúng tiền ở đây không nhận, quý vị chỉ mua nước mà để ủng hộ quán cho anh chị có cuộc sống qua ngày thôi. Thì giờ chúng cũng bắt đầu mời quý vị chúng ta gác hết các môn viên hướng tâm về tôn tượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà Ngài đã khai sáng lập ra đạo Phật để đem cái sự ánh sáng cho tất cả nhân loại chúng sanh được hiểu ra chân lý. Cái ân đức sâu dày đó mà Đức Thầy đã nhắc lại là nông thiết sang núi gừng thông cào thẩm, đem thân phàm tầm đạo siêu sanh, đến ngày nay còn gạn lấy dân khắp bốn biển dân lành sùng bái. Thì mời quý vị hướng về tôn tượng chúng ta tỉnh ba sáng, chắp tay lên trán nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Hôm nay vào ngày 21 tháng 7 năm Giáp Thìn, tất cả chúng con có trở về Thủy Liêm Động, đang quỳ đứng trước tôn tượng Đức Thích Ca Mâu Ni, cầu nguyện cho hai cõi âm siêu dương thới, cầu nguyện cho thế giới năm châu không còn chiến tranh, bệnh dịch tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, nhà nhà ấm no vui tươi hạnh phúc. Cầu nguyện cho cổ quyền thất tổ được tịnh độ siêu sanh, phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Cầu nguyện cho bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Cầu nguyện cho mười phương pháp giới chúng sanh đồng được quy y Tam Bảo tu hành giải thoát. Và nguyện cầu cho tất cả phái đoàn chúng con khi đi chuyến núi này được giải hết quả căn, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, sức khỏe dồi dào. Về nhà chúng con nguyện làm đồng đánh giữ quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ lại cũng lại, đỉnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Bởi vì anh em ta tốt vậy nè, ta quay cho mà ta đang nói chuyện với đem cốc này ăn không à. Rồi chào cô. Nam mô A Di Đà Phật.
Đà Phật. Gặp chánh đạo gắng tu thành Phật, đừng thói tâm để rớt lại phàm. Thà bằng cùng đức hạnh gìn kham, hơn phú quý lõi đà đạo nghĩa. Tu thì đạo phải lo trao nghĩa, đạo không hành mất nghĩa nhà tu. Thấy những người đạo bỏ công phu, ta gặp biết hơn châu ngọc mắt. Được làm người được theo đạo Phật, ấy là người hữu đức hữu duyên. Nếu nhất tâm tu niệm cần chuyên, kiếp này có thể sang Phật qua quân. Há gì cái lời danh ni tam vật mà để cho dình kiếp mê trầm luôn. Mình lỗi không riêng từ đò thân, mà còn khiến đò luôn dòng dòi. Nếu mình được nở trần thoát ngay khỏi, có thể làm mở trói tâm môn. Nợ nào gì sống xương cá nhân, không nghĩ đơn tư ăn trọng đàn. Người ở quay tất không khỏi hại, tội đến nơi mới cải muộn rồi. Có lỗi lầm phải hối đi thôi, hối trước lúc Phật trời trừng phạt. Đòi nước ngập tới bê mới tát, tất hiển thân cá mập cá sàng. Nhân quả cần suy nghiêm kỹ ra, chớ vì lời điên ta mà khô. Dù đời có lắm bao điều cám dỗ, phải chú tâm đừng có nghe theo. Nghe theo đời thường dướng nàng eo, nghe theo đạo mới nhiều hạnh phúc. Đã biết được con đường đạo đức, phải nhất tâm theo Phật mà thôi. Theo Phật thì thoát khỏi luân hồi, theo đời khó tránh nơi lục đàn. Muốn sáng sủa nghe lời Phật bảo, muốn tối đen theo lũ ma treo. Mặc hạ đời có Phật thầy kêu, không nghe đến thì tiêu hồn xa. Thanh sĩ muốn giảng văn dạy, thoát mãi đi theo lời Phật khuyên luôn. Khuyên nhủ luôn như giọt nước nguồn, bốn mùa dần chảy tuôn ra mãi. Nghe cũng thương, không nghe cũng ngái. Tùy thiên duyên giảng dạy cho tu, giải quyết xong các nghiệp phàm phu, sẽ cùng Phật đồng cư chính ni phẩm. Nơi biển ấy không còn chìm đắm khổ tử sanh, hệt ni bám mơ vào thân. Dù mình không còn đầy thức thần,
tuy ở trần mà hết tục thân phàm nhân, tâm Phật Như Lai duyên đời còn ở trần ai, duyên đời hết là bay về Phật. Trên hình thức tí là còn nghe mất, nhưng thật ra đã tự sanh. Sáu đường trần trắng nghiêm lòng thanh, thân tâm được trọn lành trọn sáng. Tu cao cả gắng tu đừng nghe chán, tu trở nên kể tháng kể năm. Trên đường tu chung tùy nhân tâm, cố gắng có ngày thành được đạo. Con dòng mấy nửa giúp năm năm, mà trong ba tánh thất thánh hại hùng. Chừng nào thầy lại gia chung, thì trong bóng đạo bóng mê tùng phủ che. Chết vẫn còn tiếc lừa the, chẳng làm phước thiện quả e tới mình. Hết nhục rồi lại đến vinh, nghe không thì con mặc tình thế gian. Để cho dân sự luận bàn, nếu tu thì phải trọn vàng lừa tham. Cá to mà phải ở ao, muốn ra biển rộng phải nhào kiếm sống. Một mai vào được Tây Đông, khắp trong thế giới thỏa lòng ước mơ. Nuôi tầm ác nghe được nên tơ, nếu ta làm phải phước hờ bên lưng. Núi cao rừng thầm cũng tình, bây giờ phiêu bạc ta mừng khắp nơi. Cho dân điều hiểu qua cuộc đời thiên cơ. Cho dân điều hiểu qua cuộc đời thiên cơ đấy già lão thời yên thân. Lần giấc mơ biết lo sửa kiện trồng quê, thơm tho gia chủ danh đề tổ tâm. Bấy lâu lòng nhìn ước kia mong, cha con hội hiệp thì lòng mới ngôi. Từ nay ai có tới lui, cúi đầu bái Phật lòng vui tu hành. Xin đừng đeo đắm mây lời danh, bỏ trôi đạo đức hư danh dạy truyền. Mai sao được gặp mê cõi tiên, quê tình nguyện ước khỏi phiền lòng ta. Dài lời để lại khuyến ca, truy phong tắc rốt đường xa xứ người. Thầy khùng trò lại tức cười, đâu đâu ba tánh cũng người trời xanh. Đầu đôi
này chỉ đành dành quyết tuyển con lành lành đem lại Phật gia cáo từ làng xóm mê trẻ già chúc cầu lạc nghiệp nhà nhà bình bình an. Phật tướng bổn mi đạo như con muốn cho bóng má đạo lòng son ghi lời nửa sao đến na việc biết nghi đời bây giờ chưa thấy nó thời không tin tới đây cùng dứt nghi vàng kinh nếu ai biết sửa tâm linh mới màu nam mô lòng sở nguyện cầu chúc cho ba tấm muôn sầu tiêu tan. Còn tới điện tái dựng cho nên hôm nay mình đến đây để ôn nhớ lại kỷ niệm, mình tưởng nhớ lại cái ân đức của tôn sư ngài cũng đã dắt chúng tôi đi dương sơn. Cho nên vì vậy mà khi đoàn vừa qua mình dừng chân ở Thủy Liên Động, tiếp theo là cái điểm đá dựng. Mà nghe qua cái từ đá dựng là khi mình lên tới dốc là biết đá dựng rồi đó quý vị, lên nó sững sững không phải không? Mà lên tới đây thì nhìn thấy ba cái hòn đá nó dựng đứng luôn quý vị. Ở đây có ba cái hướng để dời đi về hòn đá dựng. Một cái hướng đó là từ Bát Thiên đi qua, một cái hướng đó là từ ở Thủy Liêm Động đi qua, và một cái hướng là từ cái bên chùa Phật Lớn đi qua. Nhưng mà hai cái hướng từ Thủy Liêm và từ Bát Thiên đi qua là nó dựng đứng không à. Nó đặc biệt cái đó quý vị. Cho nên ở đây là một trong những cái điểm mà đoàn thường hay ghé đây. Thôi thì trong cái thời gian đợi quý vị mình phía sau tới đông đủ để mình làm lễ, để rồi cũng như cầu nguyện quốc thế dân an và ôn nhớ lại cái kỷ niệm Đức Thầy đã từng dời gót ngọc, tức là từng đặt chân tới đây và ngủ qua đêm ở tại đá dựng, thì em cháu xin được trân trọng giới thiệu với quý vị mình Đệ Bo sẽ thành kính phụng ngâm qua lời châu ngọc của Đức Thầy. Đệ Bo thì cũng chung nhóm với anh em trong đoàn, được anh em tặng cho một cái biệt hiệu đặc biệt. Anh Siêu Mỏng là Siêu Mỏng, còn anh Tặng là Siêu Quậy ha. Còn Đệ Bo Bo đó là Siêu gì anh đang Tặng? Siêu Dẻo quý vị. Bo Bo còn có cái biệt danh là Siêu Dẻo. Vậy thì trước khi Siêu Dẻo làm bổn phận đọc qua lời châu ngọc của Đức Thầy, mời cô bác anh chị em mình ủng hộ Siêu Dẻo một tràng pháo tay. Cái gì từ 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 anh Đặng, chúng ta anh Đặng bây giờ con sẽ chứng minh cho quý vị coi hai từ Siêu Dẻo đúng với lời anh Yên anh nói nha quý vị. Thì thật ra con đi chung đoàn với quý vị từ hồi trưa hôm qua đến nay, thì con sẽ với quý đồng đạo là con rất là trân trọng những cái giây phút này. Tại lý do thời gian qua con đã rất là bệnh, nhưng mà con nói thôi đi, chuyến này nếu mà không đi được sợ nhiều chuyến sau nữa cái bệnh nó nặng hơn, đi không được nữa thì sao. Cho nên bây giờ con rất là trân trọng những thời gian quý báu này. Để thông mắc thời gian của quý vị đồng đạo, con xin thành lòng đọc lại bài Nghĩ Diệt Quyền Ca. Vậy cái mũi vị thành tâm thì giỏi thánh phẩm này anh đứng rồi, em đọc lại câu quay qua. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ ngồi nghĩ những ngày qua, lòng tớ là không chẳng nhớ nhà, nhớ cả dạng dân trong bốn biển. Gặp mơ hồi tuy lạc đau càng xa, mong hồn
dài núi ngủ trong chân ông tạo vẻ tuồng hay ông hỏi khách chờ khách sẽ xem cảnh cũ quá cũ mềm dùng dây đã nâng con sắm chớp dính dính qua phố quy chẳng mơ thèm phố chốc vui mừng cuộc cùng nhau hiệp mặt hết sầu bi tình yêu nhớ loài càng thêm mà đậm mà có lẽ chân nhân lúc thành thầy sốt đồng tâm hoài gọi chúng sang thoát ly cảnh tục sớm tu hành giác thuyền đến bến đưa người thấy anh cảm ơn sư huynh Hồng Miễn Cài. Bởi vì giới thiệu siêu dẻo là phải mới vừa đọc giảng với câu Nam Mô với Đạo Phật ta tặng hoa đó cho Hồng Miễn coi. Đòi cho Hồng Miễn nữa. Thưa chư quý vị, qua giọng ngâm quanh vàng của Bo Bo, ở cái tên Bo Bo đọc cũng rất là hay ha. Thì thôi giờ để tranh thủ thời gian mình cũng ở đây sao đại diện hương khói trông coi nơi dù đá dựng kính đến cùng toàn thể quý ông bà cô bác cùng anh chị em trong phái đoàn Tú Tiên Du Sơn kính mến. Giờ đây đã đến giờ làm lễ cầu nguyện quốc thế dân an trong chuyến đi Du Sơn hành hương để tỏ lòng cung kính Phật pháp. Mời quý vị chúng ta ai có đội nón tạm quan hỷ để xuống đồng hướng về điện thờ nơi chánh điện dù đá dựng. Mời quý vị xá ba xá và chắp tay dâng lên chán nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cựu Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Hôm nay ngày 21 tháng 7 năm Giáp Thìn, chúng con có đi giếng núi Thiên Cẩm Sơn và hiện diện đang làm lễ nơi dồ đá dựng. Chúng con xin cầu nguyện cho quốc thế dân an, đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, nhà nhà no cơm ấm áo. Chúng con xin cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ thịnh độ siêu sanh, phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Nguyện cầu cho bá tánh vạn dân tiêu tai thịnh sự, giải thoát mê ly. Nhờ ơn trên Đức Phật cùng chư vị từ bi ban bố phước lành cho đoàn chúng con khi đi vui vẻ mạnh lành, khi về được giải hết quả căn, tiêu tan chướng nghiệp, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạnh giỏi bình an và được kết duyên lành cùng Phật pháp, thuận tiến tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật và đồng đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật.
Đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và xá ba xá. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thưa chư quý vị, chương trình làm lễ. Nam Mô A Di Đà Phật. Câu lại mày, mày lên mày nằm chỗ cái đức thầy nằm coi, cho nó gỡ gấm cho ông coi. Ba lông không à, tiêu chết mẹ luôn. Lên bên thầy nằm, bên đức ông nằm, nằm hai bên gỡ cho ông đi, gỡ cái lưng nhất. Mọi không có đâu mà gỡ. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái phép ông á. Ừ, cái đoàn tiến tiên. Xin chào cái đoàn tiến tư. Đây có gà, nằm đâu? Cái lỗ ngoài bằng thiên là lỗ của thầy, thầy. Lỗ nằm trong là của đức ông. Không? À? Em không? Không quay đâu, mày vô đây là con một cha không biết cha tôi có khác, cha mấy ông khác không được. Chung một nhà. À, về tới nhà là có, tối là có coi. Về nhà là chơi. Về tới nhà mở TV là có liền à. Coi liền đó. Tại vợ nhà người bắt coi nó chào chứ chú thấy. Ơ chào chú thấy nha. Không được phải không? Đẩu clip đâu rồi. Ta chào con, chào sư phụ. Về tới nhà mở TV là coi có liền. Bo đứng đây đọc giảng đi, bo máy nè cưng. Đứng đây đọc giảng đi, giấc này đi dồn đi chậm nè, cứ đọc lên. Chạy đi. Ừ, mở cái đường. Đi như vậy. Ừ. Lấy nào đi thì ra. Ừ, lấy hơi bên cạnh đó. 1 2 3 4. À Châu Thanh á. Không muốn sử dụng chế khí tự chỉ chế hướng xảo. Tiếng khí输入. Chứ mà anh Bo đọc đó. Hiểu rồi, biết rồi. Đọc đi. Nam mô A Di Đà Phật. Chẳng tìm biết tinh thần đạo đức, dẫn lưỡi đi điêu điều vất bình sinh đời khổ cần bán thương, khi đối làm chiều mãi phạm tội nên rằng nghiệp diệt mê si phải nương ma thuyền giác môn diệt làng tránh trần khôn ngoan, đừng ba đau tân bước nghe sốc đầu tóc mà bới không được luôn thì là mỗi đỏ thân khổ ta kiếm đi nước tới coi đem tặng trừ sống hiện ra hiện lòng hồn chờ Phật kia ba giờ.
dân cho trồng cây lành dĩ hòa hôm to tuy không thấy mà sao chẳng mong anh chắc tiên thấy mà sao chẳng mất anh yên tiên không thấy mà sao chẳng mất bởi vì dầu ai có cười ta thờ thật dầu ai có cười ta thờ thật cũng đừng phiền sao lãng chân tâm mong tiếng kêu thấu đến muốn Phật gia từ nay bên dân đừng đừng riêng lo lợi dưỡng một mình nếu xuất gia thì phải cả vật chất tinh thần lo đạo chớ giả dối mà mang sắc cơ áo của mình bồ đề chuối mòn lè làm cho dân kinh dễ nghèo cười tội lỗi ấy lúc nào dung mà thứ giống quá bôi đâu còn ham trai to đắm mà bờ đằng thế gian dừng cúng bạc tiền dừng cúng bạc tiền dối rằng lo tu bỏ quá chùa chiền mà làm của xài riêng cho thỏa bao làm sao dân không xa riêng pháp bảo riêng chùa riêng Phật trong ba tánh sầu thành chất cơ ngất mãi nghi nan chẳng biết đàn nào nguyện mười phương lòng mến yêu chẳng đời trong lao mượn bút mực đôi lời trần thiên tùy thiên tính hiểu ba già thiệt làm hay không chẳng giải thoát đêm thanh hiên luôn mô a di đà phật đêm thanh hiên người vô kề luôn hết chỗ tay rồi lép ơi đêm thanh hiên nguyện giữa cờ nhìn xem thấy sợ não này tâm can tờ ta cho ngã Phật đàn rước tâm trần cao chẳng ngã màn dinh na quay ngỡ đạo yên na nước lời
quá tận tận lưỡi mai chẳng còn nghe mình tiêu giao tổ cầu của Phật đặt vào gót sen không thà xiết bao thanh nở về tổ cầu bệnh tật tiêu tan từ bi hỷ xa Phật ban phép đeo toàn mộng quyền lập lòe sát hương tu cầu trăm họ hiền lương tu cầu trăm họ hiền lương đồng thân niệm Phật tái ương chẳng còn tu cầu gia đạo hòa vợ cháu con thao hiền tổ cầu thoát khỏi sức si giữa kề trước Phật xa miền trần lao ai mà mong đàn phương hoa duyên nghe là khuyên thiền ngã lòng mà liền phát bờ tôi cho rõ mong nghe quy tâm quy đạo Phật pháp thời lắm ngã tai nạn nam mô A Di Phật dạy mà giữa chúng phong nữa đi, hay quá, tập nữa. Ai cũng hay chứ.